Cũng có thể chúng ta chỉ sống được 1 giờ đồng hồ thôi, chứ đừng nói ngày mai là dài rồi. Đúng rồi, cô này nói chính xác. Đức Phật nói trong kinh Thế Tạng Địa Chương, mạng người trong hơi thở. Hít vô mà không thở ra, ngụm củ tỏi là tiêu rồi, là chết rồi. Thì mình cứ nghĩ đến ngày mai này mình chết rồi, thì ngày hôm nay mình còn có gì để mà hận, để thù, để buồn, để thương, phải không? Khi mình nghĩ cuộc đời nó mong manh, nó giả tạo như vậy, nó không chắc như vậy đó, thì chúng ta không có rảnh để chúng ta buồn, chúng ta không có rảnh để chúng ta giận. Bây giờ mình còn khỏe mạnh này, mình nghĩ mình còn sống 20-30 năm nữa mình mới giận, phải không? Bây giờ là mình nghĩ của mình chút nữa mình chết là bây giờ mình giận không? Hãy mà biết chút nữa mình chết thì bây giờ mình làm gì? Đúng rồi, mình lo tu, lo niệm Phật, chờ nó chuẩn bị hành lý chứ, để lên đường chứ còn nghe không chuẩn bị hành lý. Mai mốt á, lỡ vô thường anh tới là xách người dễ mà đi. Bây giờ con xếp áo dài không đóng bỏ vô đi ha. Xách dù, xách đồ này, cái xếp vô vali thì vô thường lắc vô cái vô có đồ rồi hãy đi đi à, nằm nhò gì à. Tức là vô thường tới lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng lên đường hết. Nhưng mà không chuẩn bị tâm lý, lúc đó chúng ta sẽ bối rối. Và cái bối rối đó sẽ đưa tới trầm luân, do cận tử nghiệp chúng ta đầy đủ tham sân chấp mạng. Khi mình quán được cuộc đời vô thường, thân này vô thường, mạng này vô thường, hơi thở này cũng không trường tồn, thì như vậy chúng ta đâu còn đủ thời gian để buồn, để thương, để giận, để hờn. Nơi đó không còn ngã chấp, không còn cái tôi. Lúc đó quý vị mới chính thức bước chân tới phương trời cao rộng của hai chữ giải thoát. Cho nên giải thoát là giải thoát giữa ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa cuộc đời khổ đau này, chứ không phải đợi cái chết rồi mới giải thoát nha. Đồng ý không cô? Vỗ tay nhất thể, nhất hai lần nữa nha. Dạ, chắc là hết 5 phút rồi đó. Điện thoại đến nãy giờ lâu rồi, không biết điện thoại có cho thêm không? Dạ, cho thêm. Cho điện thoại trao cho mình thượng phương bảo kiếm rồi, bữa nay mình có thể là loạn giang hồ được rồi. Dạ, thưa thật với lại quý vị, thực chất chúng tôi cũng không biết bao giờ sẽ trở lại ngôi chùa thân thương này để gặp quý vị. Thôi thì cuộc đời này nó sắc không không sắc, nó thay đổi liên tục, chúng ta sống hết lòng với nhau. Chắc xin thượng tọa cho phép chúng con thêm được 5-10 phút gì nữa để giải đáp một số thắc mắc cho quý vị. Thằng này thấy bông chen là biết rồi. Kính thưa thầy và kính thưa đại chúng, hôm nay rất là một cái duyên tốt mà con được đến đây cũng đến muộn, nhưng mà con muốn xin thầy giải đáp giùm cho con cùng với những các bạn con có hỏi con câu này nhưng con không làm sao trả lời được. Dạ. Bạn con hỏi gì chứ? Người ta nói là cái răng cái tóc là gốc con người, vậy sao mà các thầy đi á, các thầy đi tu thì các thầy còn đâu? Hỏi con biết được cái gì thấy không? Tu thì cũng đâu có được yên thân. Tôi bị ăn hiếp dài dài đó thấy không? Dạ, còn câu thứ hai, các bạn hỏi chứ là sao mỗi lần nghe ông Công Tạng nói là có chuyện gì xảy ra cái tài thiện tài, vậy chứ thiện tài là cái gì? Con cũng nói là con mong một ngày nào đó con gặp được thầy để con hỏi, rồi sau đó con mới trả lời được chứ. Sao không hỏi thầy tu trì đi mà lỡ thầy xuống mà hỏi. Trời ơi, thiện tình ơi, ý thầy quá mà. Tại hồi nãy thầy nói là thầy nổi tiếng cho nên con mới mong là gặp thầy để con hỏi. Trời đất, nghĩ thầy ơi, thầy sẽ chết vì cái nổi tiếng này đó. Bóng bay gì. Nói tới bóng bay mới nhớ. Quý vị biết không, con lần á, có nguyên xe Phật tử ở quê á, đi lên thăm, đi hành hương, thì đi tới chùa thầy đó, thì con bác đó, bác không biết là thầy ở chùa đó. Bác vừa vô, bác gặp các bác nói, á, con biết thầy rồi. Thầy nói rồi sao, có khi công an bắt không? Bà nói không, không, không kêu, không, không, để nhớ. Rồi, bóng đen phải không? Không hiểu sao phải cho ra bóng đen. Rồi còn cái bác kia bác nói thầy biết không, con nghe cái cùng băng gió mưa của thầy con khóc lần chứ. Thầy nói đâu có nghe giảng gió mưa lần nào đó. Bác nói thì thầy giảng cho mấy đứa ít cho trôi đó.
Thầy nói trời ơi bóng mây, bà nói bóng mây với gió mưa gì cũng ở trên trời hết ráo. Ừ, ý tưởng của bà là thầy bó tay luôn. Rồi quý vị, cho bớt căng thẳng một chút ha. Để trở lại câu hỏi của chị này. Người ta nói hàm răng mái tóc là gốc con người, vậy sao mấy chị đi trồng răng giả hay gì vậy? Đó, răng là tóc chứ. Ê xin lỗi, răng là cái gốc của con người, để sống giữ lại đi, trồng răng giả hay gì vậy? Nó gãy ra rồi lụng gắn vô cho giữ cái gốc của mình. Quý vị đồng ý không? Như vậy hỏi cái hàm răng này có phải là gốc con người không? Phải. Sao không phải được? Trời ơi, chất vớ kìa. Không phải. Dưới con mắt của Phật giáo, nó đều là giả, nó đều là không thật. Cuộc đời này cái gì cũng giả hết, chỉ có cái răng giả là thiệt. Xin lỗi cái gì vậy? Thầy không có ý là nếu mai các chị trồng răng giả. Nhưng mà rõ ràng cái đó nó không có thật, cho nên nó gãy ra. Nó gãy ra nên nó phải là gốc đâu, mái tóc cũng vậy, nó cũng đâu có thiệt. Nhưng mà cái câu này đó là câu nói dân gian, nó xuất phát từ đạo Nho ha, chứ không phải là đạo Phật. Là cái đạo đó người ta chừa tóc, người ta bới tóc, và răng người ta giữ nguyên, người ta không có làm cái gì lên trên đó, không có cẩn, không có gì hết đó. Thành ra cái hàm răng mái tóc là cái gốc của con người, là nói về cái bản chất của con người. Nhưng mà dưới quan điểm của Phật giáo thì tóc là cái gì? Ai đếm được tóc không? Không. Phiền não của chúng ta nó nhiều như tóc vậy. Tội lỗi của chúng ta nó cũng nhiều như tóc mọc ở trên đầu. Ông bà mình nói đó, tội như tóc mọc trên đầu, mình có đếm được tội không? Cho nên khi xuất gia tu tập, thứ nhất cạo tóc đi, về mặt lý đó là chúng ta phải nhất định gột rửa hết tất cả tội lỗi nghiệp chướng của mình đã tạo từ nhiều đời. Thứ hai, về phần sự, thực ra cạo tóc để cho xấu đi, nhưng mà sai lầm, cạo chừng nào đẹp chừng đó. Quý vị biết không? Chúng ta không phải tự lăng xê mình, tại vì đẹp sẵn rồi, khỏi cần lăng xê. Khi xuất gia đó, ông sư phụ ông cạo tóc đó, thì ông đọc cái bài kệ này: quỷ hình thủ chí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia phần thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Tức là bỏ đi tất cả những cái đẹp của cuộc đời. Trong đó mái tóc là đẹp lắm, quý vị cũng tên họ lấy cô đi, 15 phút chưa chải xong cái đầu đó. Nếu tóc không đẹp sao tự nhiên màu đen nó biến thành màu vàng, phải không? Nói này đụng chạm tới chị em phụ nữ nữa. Có nhiều người U60 rồi cũng còn nhuộm tóc, điệu thấy ớn. Thì cái quan niệm là tóc là nó đẹp, cho nên cạo tóc là cắt bỏ đi cái đẹp, để mình không liên tiếp, không tham đắm vào cái thân giả này nữa. Cắt bỏ luôn cả tình thân nơi chốn quê nhà, để giữ cái khí tiết của mình xuất gia tu tập, để hoằng truyền thánh đạo mà độ tất cả mọi người. Cho nên giao thứ nhất sư phụ cắt bỏ một miếng tóc. Sư phụ nói rằng đây là giao thứ nhất, tóc này là tóc của mẹ cha, hãy trả lại cho mẹ cha. Phát nguyện đời đời kiếp kiếp gặp Phật pháp và làm tất cả các điều thiện. Sư phụ cắt một miếng tóc thứ hai, giao thứ hai, tóc này là tóc của trần thế, trả lại cho trần thế. Và phát nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra gặp Phật pháp, phải dứt tất cả những điều ác. Giao thứ ba, cắt bỏ mái tóc này là tóc của phiền não, trả lại cho phiền não của cuộc đời. Nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra gặp Phật pháp, tu hành và độ tất cả chúng sanh. Giống cảnh người mới đúng không? Giống cảnh luôn không? Cho nên đối với Phật pháp, cạo tóc là bỏ đi tất cả những cái đẹp của cuộc đời, không phải để chọn cái xấu, để chúng ta cắt đi những cái tham ái, cái tham chấp của tự thân,
nhiều người điệu lắm, thiệt tình á, ngay cả mấy thầy đây không có tóc cũng điệu.